chị nghĩ cái chuyện đó nó tốn tiền lắm á. Tiền đâu em làm, chắc chắn một điều là tía má không có cho tiền đâu. Em không có cần tiền của tía má đâu, em sẽ tự để dành tiền luôn. Thôi, để dành tiền là nhiều lắm luôn á. Mà chưa kể nha, chị nghe nói làm phẫu thuật như vậy á, nó đau dữ lắm mà nó nguy hiểm nữa. Chị có mấy người bạn á, cũng giống em á, người ta cũng làm á. Em cũng biết, em chuẩn bị tâm lý hết rồi. Chưa hết nữa, cái gì nè, khi mà em phẫu thuật xong vài năm á là còn bị tình trạng là giống như là mất trí nhớ nè, rồi còn phải duy trì cái gì chích hay là uống hóc môn nữ đó. Giờ là không uống hóc môn nữ là nó còn râu ria mọc ra nữa, ghê lắm. Thân xác phụ nữ mà mọc râu kinh dị lắm hả chị? Sao thì đó. Cái gì vậy? Chạy dữ vậy cô? Cô qua đây á, cô báo tin là cái thằng Lâm ở xóm mình á, nó mới vừa thoát chết đó. Ủa, nó bị gì vậy cô? Trời ơi, thì nó bị cũng giống mà không, nó đó tự nhiên đi qua bệnh thái á, chuyển giới gì đó. Nó tự nhiên cái bác sĩ kêu nó ăn kiêng, mình không kiêng, tự nhiên cái ảnh thèm của anh chơi hết, uống sữa vô, cái bây giờ hả bị nhiễm trùng, may là thoát chết. Ghê không? May mà cứu kịp á. Thế ghê vậy? Đó, bởi vậy